Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Xin chào quý vị khán giả, chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các chuyên gia y tế hiện đang có chung nhận định COVID-19 sẽ không còn là đại dịch trong năm 2022 mà sẽ chuyển thành dịch bệnh đặc hữu thông thường, bất chấp sự lây lan của biến chủng Omicron. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo họp với chuyên gia, phối hợp lực lượng y tế, quân đội để thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, có kế hoạch truyền thông thật tốt về vaccine Pfizer được gia hạn. Sau gần 2 tuần cách ly theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện 108, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở nước ta đã được ra viện. Siêu hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ tạo thành một thị trường với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng với GDP lên tới 26.200 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, với số ca mắc COVID-19 đang tăng vọt ở nhiều nơi trên thế giới, phần lớn do biến chủng Omicron gây ra. Những tín hiệu lạc quan về việc kết thúc đại dịch là khó có thể đạt được. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế hiện đang có chung nhận định rằng COVID-19 sẽ không còn là đại dịch trong năm 2022, mà sẽ chuyển thành dịch bệnh đặc hữu thông thường, bất chấp sự lây lan của biến chủng Omicron. Nhận định cũng tương đồng với đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới về diễn biến dịch trong năm nay. Trước đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết COVID-19 có thể kết thúc giai đoạn đại dịch trong năm 2022 nếu chiến dịch tiêm chủng thành công. Cho đến nay, khoảng 58% dân số toàn cầu đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Trong đó có gần 49% người đã được tiêm phòng đầy đủ. Dẫu vậy, rất nhiều nước có tỷ lệ tiêm chủng dưới 10% dân số. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm tăng cường nhằm chống lại biến chủng Omicron vẫn còn rất thấp trên toàn thế giới. Vì vậy, hầu hết chuyên gia đều kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động để thu hẹp khoảng cách về vaccine giữa các nước. Gần đây, Mỹ và nhiều quốc gia đã chính thức phê duyệt các loại thuốc điều trị COVID-19 mới như là Paxlovid của Pfizer và Monopiravir của hãng dược Merck, giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19. Thưa quý vị, vaccine ngừa COVID-19 của hai hãng Pfizer và Moderna là các loại vaccine được kỳ vọng nhất trong cuộc chiến của thế giới chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới, khả năng miễn dịch khỏi COVID-19 nhờ các loại vaccine này đều suy giảm trước biến chủng Omicron. Theo đó, đối với vaccine của hãng Pfizer, mức giảm kháng thể trung hòa đối với Omicron lớn hơn 14,5 lần so với biến chủng Beta và chủng gốc. Cũng theo báo cáo, không tìm thấy bằng chứng cho thấy vaccine Moderna cung cấp khả năng bảo vệ mạnh hơn Pfizer. Tuy nhiên, những người được tiêm tăng cường Pfizer được bảo vệ trong khoảng 75%. Nghiên cứu này củng cố quan điểm rằng vaccine tăng cường giúp cải thiện đáng kể phản ứng kháng thể chống lại lây nhiễm Omicron. Thưa quý vị, biến chủng siêu lây nhiễm Omicron một lần nữa khiến nhu cầu xét nghiệm gia tăng cao trở lại ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, việc hàng tỷ bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 đã được sử dụng từ thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19 tới nay đang đặt ra vấn đề đáng lo ngại cho môi trường. Một lần nữa, châu Âu trở thành tâm điểm dịch COVID-19 của thế giới với số ca mắc gia tăng mạnh do biến thể Omicron. Bên cạnh tiêm chủng và thuốc điều trị, sự phổ biến của kit xét nghiệm nhanh được coi là biện pháp giúp các quốc gia có cơ hội ứng phó với đại dịch COVID-19 hiệu quả hơn so với năm 2020. Tôi muốn xét nghiệm trước khi cùng gia đình nghỉ lễ. Mặc dù đã tiêm chủng đầy đủ, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng có thể bảo vệ gia đình trước bất kỳ nguy cơ nào dẫn đến dịch bệnh. Mỗi tuần, Pháp cũng như nhiều nước châu Âu khác tiêu thụ hàng triệu kit xét nghiệm COVID-19. Tại nhiều quốc gia còn xảy ra tình trạng khan hiếm kit, khiến người dân phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được. Xét nghiệm COVID-19 chiếm khoảng 50% hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Nhu cầu mua kit tự xét nghiệm cũng tăng cao hơn rất nhiều so với trước đây, và giờ chúng tôi đang hết hàng. Tới bao giờ mới có thì tôi cũng không biết nữa. Thế nhưng, việc hàng triệu, hàng tỷ dụng cụ xét nghiệm nhanh bị thải ra môi trường tiềm ẩn những tác động đáng lo ngại cho thiên nhiên. Quá trình sản xuất các vật dụng bằng nhựa thải ra lượng lớn khí nhà kính, chủ yếu là carbon dioxide, CO2. Thu thập dữ liệu trên khắp thế giới về quy mô sử dụng thiết bị xét nghiệm COVID-19 là bất khả thi bởi không phải mọi quốc gia đều có ghi chép đầy đủ việc xét nghiệm.
Tuy nhiên ước tính, cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, thế giới đã sử dụng ít nhất 3,6 tỷ bộ xét nghiệm COVID-19, tương đương lượng khí CO2 đã thải ra là khoảng 81.700 tỷ tấn. Lượng phát thải này bằng với khí nhà kính từ sinh hoạt hàng năm của trung bình 17.000 người. Lượng khí CO2 sản phẩm từ hoạt động sản xuất dụng cụ xét nghiệm COVID-19 là chỉ dấu đáng chú ý cho thấy mọi hành vi của con người đều để lại ảnh hưởng đến khí hậu. Sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo họp với chuyên gia phối hợp với lực lượng y tế, quân đội để thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Có kế hoạch truyền thông thật tốt về việc tiêm vaccine Pfizer được gia hạn, đồng thời báo cáo cụ thể vaccine tiêm và nhận trong tháng 1 năm 2022. Kế hoạch đảm bảo đủ vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để hoàn thành mũi 3 trong quý 1 năm 2022, bảo đảm mục tiêu đã được Chính phủ chỉ đạo. Trước đó, Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 168 về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu với vaccine đã được WHO phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và cấp bách. Đối với các vaccine do chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép miễn hồ sơ tóm tắt sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vaccine, giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 168 ngày 31 tháng 12 năm 2021 về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine do chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp, cho phép miễn hồ sơ tóm tắt sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vaccine, giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp giấy chứng nhận xuất xưởng. Theo đó, đơn vị nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19, vaccine phòng COVID-19 có trách nhiệm báo cáo Bộ Y tế về việc là đã mở tờ khai hải quan trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định, nộp giấy phép nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà chưa thể cấp giấy phép nhập khẩu, Bộ Y tế có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan để thực hiện quản lý giám sát. Các đơn vị nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19, vaccine phòng COVID-19 phải bảo quản nguyên trạng và chỉ được phép lưu hành sản phẩm sau khi được thông quan và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm theo đúng với quy định của pháp luật về dược. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày đầu tiên của năm 2022, cả nước đã ghi nhận 14.835 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 20 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn với tinh thần chung là không cách ly người từ nước có Omicron. Bộ Y tế thống kê đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 20 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Cụ thể, Hà Nội là địa phương đầu tiên phát hiện ca nhiễm biến chủng này với một hành khách trở về từ Anh, cách ly ngay sau khi nhập cảnh sân bay Nội Bài. Sau đó không lâu, 14 trên 15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron tại Quảng Nam cũng đã được Viện Pasteur Nha Trang thực hiện và công bố. Mới nhất, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Các trường hợp này đều là người từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong bối cảnh này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn về quy trình giám sát, quản lý, cách ly y tế đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, nơi lưu trú gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo điều kiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp nơi lưu trú, nhà ở không đáp ứng các điều kiện thì cách ly tập trung theo quy định. Trước đó, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng cách ly tập trung tất cả hành khách đến từ hoặc đi qua quốc gia có người nhiễm biến chủng Omicron. Thưa quý vị, liên quan tới thông tin về trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, ngày hôm nay, mùng 2 tháng 1, sau gần 2 tuần cách ly theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện 108, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở nước ta đã được ra viện. Theo ghi nhận, Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 20 ca nhiễm biến thể Omicron. Sơ bộ tình hình sức khỏe của những ca dương tính này diễn biến bình thường. Một số ca đã âm tính trở lại từ 1 đến 2 lần. Thưa quý vị, chủ trương chăm sóc và điều trị F0 tại nhà được thành phố Hà Nội đưa ra khi Hà Nội đã đạt độ phủ về vaccine. Do vậy, trên 90% người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng hoặc là chỉ mắc triệu chứng nhẹ.
Tuy nhiên, khi người bệnh được điều trị tại nhà cũng là một áp lực đối với y tế tuyến cơ sở, đồng thời không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Chính vì vậy, thành phố Hà Nội đã thiết lập tổng đài 1022, trong đó với sự tham gia của khoảng 700 bác sĩ và tình nguyện viên y tế để chăm sóc và theo dõi sức khỏe của các F0 điều trị tại nhà. Ngay sau khi trở thành F0 và được điều trị tại nhà, anh Hiếu đã nhận được các cuộc gọi đều đặn từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành thông qua tổng đài 1022. Không tránh khỏi lo lắng, nhưng khi nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của các bác sĩ, anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào trong việc tự điều trị tại nhà. Mọi thắc mắc luôn được hỗ trợ 24/7. Với những sự trợ giúp của họ thì mình sẽ biết rằng là mình sẽ uống thuốc như thế nào là phù hợp này. Mình cái cách ly, tức là mình để cho mình đỡ lo lắng khi mình bị bệnh. F0 trên là một trong hàng trăm bệnh nhân mà bác sĩ Hiếu chăm sóc hàng ngày thông qua tổng đài 1022. Công tác tại Bệnh viện 198 Bộ Công an đã nhiều năm nay. Bên cạnh việc hoàn thành công việc chuyên môn tại viện, mỗi ngày anh đều tranh thủ thời gian để thực hiện việc chăm sóc F0 dựa trên danh sách của ngành y tế cung cấp. Không chỉ ban ngày, anh còn tranh thủ thời gian cả buổi tối để alo chăm sóc cho bệnh nhân. Rất là khó khăn về mặt thời gian như thế, nhưng mà cũng phải cố gắng hết mình để hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà. Trách nhiệm và sẻ chia để cùng chăm sóc các F0 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, không phải cuộc gọi nào cũng thành công. Có những ngày, bác sĩ Hoa gọi điện và tư vấn được khoảng 30 bệnh nhân F0, nhưng có khi gọi cả 10 cuộc mà không có F0 nào nhấc máy. Đầu tiên ý, khi mà tôi gọi thì bệnh nhân là còn không tin tưởng chúng tôi đâu, còn tưởng là chúng tôi gọi là như là dụ dỗ bệnh nhân, gọi là như bán cái gì, hoặc là như là mình như cảm giác như người ta nghĩ là mình lừa người ta ấy. Sau khi nhận được lời kêu gọi của Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện 198 Bộ Công an hiện có 5 bác sĩ cùng tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Để các bác sĩ có thể thực hiện được công việc này, bệnh viện đã tạo điều kiện tối đa để họ có thêm thời gian chăm sóc các F0 tại nhà. Theo lãnh đạo bệnh viện, việc chăm sóc cho người bệnh tại bệnh viện hay F0 tại nhà đều là nhiệm vụ cao cả vì sức khỏe của toàn dân. Đảng ủy Ban Giám đốc cũng đã tạo điều kiện về công tác điều trị tại bệnh phòng, để giảm cái thời gian cho các bác sĩ, để mục đích là để tham gia chính vào cái công việc là mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành được thành lập vào tháng 7 năm 2021. Thời gian đầu thì chăm sóc các F0 tại khu thu dung hoặc các bệnh viện phía Nam. Hiện nay đã có 4.000 bác sĩ và các tình nguyện viên tham gia cùng với tuyến y tế cơ sở để chăm sóc các F0 đang điều trị tại nhà. Với cái tổng đài 1022 chia hai nhánh, một nhánh kết nối ngay với đường dây nóng của Sở Y tế, một nhánh kết nối ngay với mạng lưới thầy thuốc đồng hành, cũng đã làm cho người dân yên tâm, bớt tình trạng hoang mang lo sợ khi bị nhiễm F0 mà điều trị tại nhà. Tính đến ngày hôm nay, Hà Nội hiện đang có gần 19.000 F0 đang điều trị và theo dõi tại nhà. Điều nhắn gửi từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành gửi tới các bệnh nhân là khi nhận được cuộc gọi từ đầu số 024-1022, hãy nhấc máy và hợp tác để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe từ xa. Bản tin xin được tiếp tục với các tin tức về thị trường nông sản mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, liên quan đến hoạt động xuất khẩu nông sản, cuối năm 2021 đã khép lại bằng lô hàng với 4.170 tấn gạo sang thị trường châu Âu. Điều này đặt ra kỳ vọng gạo Việt xuất khẩu sang thị trường EU không chỉ dừng lại ở con số 80.000 tấn một năm. Tập đoàn Lộc Trời vừa mới công bố lô hàng xuất khẩu cuối năm 2021 lên tới 4.170 tấn gạo sẽ được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Lô hàng này bao gồm gạo thơm và gạo trắng được vận chuyển thông qua tàu biển dạng hàng rời. Hình thức vận chuyển này giúp tiết kiệm chi phí tại thời điểm phí vận chuyển bằng container đang rất cao do ảnh hưởng của COVID-19. Lô gạo xuất khẩu được sản xuất theo quy trình canh tác được kiểm soát chặt chẽ từ hạt giống tới hạt gạo nhằm đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất của thị trường châu Âu. Thưa quý vị, dự báo niên vụ 2021-2022, ngành mía đường sẽ có nhiều khởi sắc nhờ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Trong niên vụ vừa qua, diện tích trồng mía đã giảm 19,83% so với vụ trước. Một số vùng trồng mía đã bị xóa sổ, khoảng 3.300 lao động trong ngành mía đường đã bị mất việc làm, trên 93.000 nông hộ trồng mía bị ảnh hưởng về thu nhập.
Bước sang niên vụ 2021-2022, ngành mía đường Việt Nam được dự báo sẽ khởi sắc sau khi Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan trong thời hạn 5 năm. Cùng với đó, tình hình thời tiết thuận lợi sẽ là động lực để mở rộng trở lại vùng trồng, giúp tăng sản lượng tiêu thụ. Dự kiến niên vụ tới sản lượng mía đưa vào ép tăng hơn 25%. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là toàn bộ nền kinh tế Việt Nam năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên thì trong số đó, cao su là một ngành nghề sản xuất không những là không quá bị ảnh hưởng mà còn đạt được những thành tích tốt trong năm nay. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 1 tháng 12 đến 15 tháng 12, cả nước xuất khẩu 127.920 tấn cao su, trị giá hơn 220 triệu đô la Mỹ, bình quân giá cao su đạt 1.719,8 đô la Mỹ một tấn. Kết quả này đã tăng 25,5% về lượng, tăng 27,9% về kim ngạch và tăng 1,9% về giá so với tháng trước. Tính lũy kế đến 15 tháng 12 2021, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,83 triệu tấn, thu về hơn 3,06 tỷ đô la Mỹ. Trung bình mỗi tấn cao su sẽ có giá là 1.672,1 đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng xuất khẩu tăng nhẹ 4,7%, kim ngạch tăng 28,3% và đặc biệt đã tăng 22,6% về giá trung bình cho một tấn cao su. Đây có thể xem như một kết quả tích cực đối với người dân trồng cao su. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết là xuất khẩu cao su cả năm 2021 đạt 3,313 tỷ đô la Mỹ, sản lượng là 1.975 triệu tấn, tăng 39% về giá trị và tăng 12,86% về sản lượng. Trước tình hình lạc quan của thị trường cao su, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra kế hoạch là xuất khẩu 3,5 tỷ đô la Mỹ cho ngành trong năm 2022. Thưa quý vị, mắc ca là một loại cây trồng phù hợp với địa bàn Lâm Đồng và đem lại hiệu quả kinh tế khả quan cho nhiều nông hộ. Tuy nhiên thì trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng như là hiện nay, tình hình tiêu thụ mắc ca cũng như là nhiều nông sản khác đang gặp không ít những khó khăn và đòi hỏi là người sản xuất phải có những giải pháp phát triển bền vững từ quá trình xuống giống cho đến khi thu hoạch và chế biến, bảo quản sản phẩm hạt mắc ca. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Gia đình anh Đỗ Văn Kiệm ở xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà có gần 1,5 hectare mắc ca sen cà phê ở năm thứ 7 và đã bắt đầu cho thu hoạch khoảng 2 tấn trái. Cây giống đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc và có sự kiểm soát của ngành chức năng là tâm đắc nhất của anh Kiệm với vườn mắc ca nhà mình. Một cái giá mắc ca mà nó vườn giữ được như vài năm đây thì nó... tương lai nó sẽ phát triển nó cao hơn. Hiện nay, tổng diện tích mắc ca toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 5.160 ha, trong đó chủ yếu trồng sen trong vườn cà phê và các loại cây dài ngày khác. Ước sản lượng quả khô cả năm nay đạt 2.200 tấn, chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Bên cạnh khâu chọn giống chất lượng và quy trình chăm sóc đạt chuẩn thì vấn đề thu hái, phơi sấy và bảo quản hạt mắc ca cũng rất quan trọng. Để hạt mắc ca chất lượng phải thu hái quả già vừa đủ khi vỏ sành của quả bắt đầu chuyển sang màu nâu. Đặc biệt, hạt mắc ca không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời mà nên phơi trong nhà phủ ni lông. Thì cái vỏ quả nó ở trong nó màu sô-cô-la là già rồi. Và sau khi mà chúng ta thu hoạch xong là trong 24 giờ là chúng ta cần phải tắt bỏ cái lớp vỏ xanh. Thời gian gần đây đã xuất hiện một số sâu bệnh hại trên cây mắc ca như bệnh thán thư, xỉ mủ, bệnh sâu đục thân, đục trái, đòi hỏi người sản xuất cần phải có hướng xử lý. Đối với cây mắc ca thì thường hay là bọ xít muỗi là nhiều nhất, bởi vì bọ xít muỗi ảnh hưởng tới cái quá trình sau này của cái hạt mắc ca, rồi từ cái bọ xít muỗi đó nó xâm lấn cái sâu bệnh hại, rồi cái nấm ảnh hưởng cái chất lượng nhân bên trong, nhìn cái hạt bên ngoài rất là đẹp. Nhưng thực chất cái nhân bên trong nó đã có thể ảnh hưởng tới 30-40%. Nhưng muốn sản xuất mắc ca bền vững, nhất là để hạt mắc ca thâm nhập sâu hơn vào thị trường xuất khẩu, thì vấn đề sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ cần được triển khai thực hiện nghiêm ngặt trên diện rộng. Cần hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay vào đó là các chế phẩm có nguồn gốc sinh học. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về thị trường nông sản.
Thưa quý vị, hiện nay thì nguồn cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu tại nhiều địa phương cơ bản đã đủ, thậm chí ở không ít lĩnh vực cung đang vượt cầu. Trong bối cảnh hàng nghìn xe hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn ứ tại các cửa khẩu, thị trường nội địa dịp Tết Nguyên đán được coi là cơ hội để các doanh nghiệp địa phương tận dụng tiêu thụ lượng nông sản hiện có. Nguồn cung nông sản tại các địa phương trên cả nước hiện đang rất dồi dào. Chỉ tính riêng tại tỉnh Đồng Tháp, lượng trái cây có múi chuẩn bị thu hoạch đã lên tới 76.000 tấn. Còn tại tỉnh Tây Ninh, lượng trái cây các loại đạt sấp xỉ 4.000 tấn. Trong khi đó, tại các cửa khẩu, hơn 4.000 xe container vận chuyển nông sản sang thị trường Trung Quốc vẫn đang bị ùn ứ. Theo số liệu của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu thực phẩm dịp Tết Nguyên đán trung bình tăng từ 15 đến 20% tùy từng sản phẩm. Bởi vậy đây là dịp để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, vụ cuối năm của trái thanh long thường là vụ cho giá trị sản phẩm cao nhất vì để phục vụ thị trường Tết nội địa cũng như là xuất khẩu. Nhưng năm nay, thanh long đang là loại trái cây ngồi trên đống lửa vì Trung Quốc đã ra thông báo dừng nhập khẩu thanh long của Việt Nam vào dịp cuối năm nay. Hai tỉnh Long An, Bình Thuận là vùng trồng trọng điểm và cho sản lượng thanh long lớn nhất cả nước. Cụ thể, tại Long An, hiện có khoảng 10.000 ha diện tích trồng thanh long với sản lượng khoảng 20.000 tấn. Trên địa bàn tỉnh có 117 kho thanh long, trong đó có 100 kho đông lạnh với tổng công suất khoảng 5.400 tấn. Tuy nhiên, lượng tồn kho hiện nay đã gần 3.000 tấn, chỉ còn sức chứa 2.400 tấn. Còn tại Bình Thuận, sản lượng thanh long của tỉnh đến tháng 2 2022 là 120.000 tấn, tương đương 30% diện tích hiện có của tỉnh, tức 10.000 ha. Tỉnh hiện có 111 cơ sở thu mua, trữ lượng tổng kho lạnh là 16.000 tấn. Đây là áp lực rất lớn cho những tỉnh trồng loại trái cây này. Thì người dân mà trồng thanh long thì họ chỉ trông cậy vào cái thời điểm này là cái thời điểm mà trái vụ và có cái giá cao nhất. Báo thứ trưởng là trước khi mà thông tin về các cửa khẩu đóng đó, thì hầu hết các thương lái họ đã chịu giá với nông dân là 22.000 đồng một ký. Thì như thế thì là một trong những cái mùa vụ để mà người nông dân lấy lại cái lợi nhuận, lấy lại cái chi phí cho sản xuất cả năm. Tuy nhiên thì từ khi mà có cái thông tin mà các cái cửa khẩu biên giới phía Bắc là sẽ đóng và không nhập thanh long, thì đồng loạt các kho trên địa bàn tỉnh là đã thông tin là đóng, không thu nhận hàng nữa. Thì cũng thật sự là nói là trong cái dịp Tết thì người dân cũng rất cần đồng tiền để mà tiêu Tết, nhưng mà trong cái thanh long thì tình hình như thế. Thì tỉnh thì cũng rất là hiện nay qua rà soát thì các số vựa của tỉnh hiện nay là tạm ngưng hoạt động rồi. Có một số ít là đang hoạt động, nhưng mà thu mua cầm chừng để bỏ kho. Mới đây, phía Trung Quốc đã thông báo tạm dừng nhập khẩu thanh long và phía Việt Nam cũng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nên tình hình tại các cửa khẩu biên giới rất căng thẳng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi các địa phương chủ động lên phương án để nhằm gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp và ngành hàng thanh long ngay lúc này. Cứ kêu gọi các cái doanh nghiệp chế biến nè, các hiệp hội bán lẻ, lúc này là lúc là các bạn là cần quan tâm đến vấn đề là tiêu thụ, hỗ trợ tiêu thụ cái các mặt hàng nông sản ở trong nước và đặc biệt là các cái đơn vị xuất khẩu sang các cái thị trường mới mở, thị trường trọng tâm, nhất là thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đều là châu Âu cũng đều là ưa chuộng cái sản phẩm thanh long của Việt Nam. Các anh mà có nhà máy chế biến ở phía Bắc á, thì bây giờ nếu được thì chúng ta kết nối cái địa chỉ để thí dụ các cái xe thanh long mà quay đầu về đó, đó nếu được không đưa vô nhà máy ở phía Bắc ở Ninh Bình á, các tỉnh phía Bắc là mình chế biến luôn được không, giúp cho bà con được không? Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định hiện thanh long rất khó xuất khẩu. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị để sớm tháo gỡ. Một phương án có thể tính đến là kết nối các đơn vị chế biến, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cũng cần có trách nhiệm, cần nắm được thông tin từ phía Trung Quốc. Với riêng thanh long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn và sẽ trình chính phủ sớm. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mọi năm vào thời điểm này, tại các nhà vườn trồng bưởi Tết hay bưởi tạo hình trưng Tết ở Đồng Nai rất nhộn nhịp và tất bật. Nhưng năm nay không khí lại trở nên ảm đạm. Nhiều bà con giảm sản lượng bưởi Tết khi đánh giá sức tiêu thụ sẽ giảm mạnh so với năm ngoái. Năm nay, ông Phùng Văn Vũ, huyện Vĩnh Cửu chỉ dám xử lý cho vườn ra khoảng 3.000 trái đúng dịp Tết
ít hơn năm ngoái 2.000 trái do lo ngại nhu cầu mua bưởi chừng Tết giảm. Dù đã giảm sản lượng, thế nhưng hàng vẫn bị dội chợ như thường khi vắng bóng thương lái đến thu mua. Chưa đi gom, họ chưa dám mua số nhiều, họ mua chỉ suất thôi. Mấy hôm trước là tháng này họ mua gần hết vườn, hôm nay tháng này bưởi còn ít hơn. Đồng Nai nổi tiếng với bưởi Tân Triều, loại bưởi thường được người tiêu dùng ưa chuộng và chọn để mua chừng Tết. Năm nay sản lượng bưởi loại này cũng giảm đến 70% so với năm ngoái. Riêng bưởi tạo hình hồ lô hay khắc chữ cũng không được nhà vườn thực hiện. Tập trung làm cái bưởi hình chữ thì nó vào cái khoảng là phong tỏa chỉ thị 16 và 3 tháng, cho nên nó là tất cả bà con nông dân là bị phong tỏa rồi không có đi lại được, làm rồi tất cả các chỗ mà ta khỏi khuôn đồ này kia bị phong tỏa, cho nên không có làm khuôn được. Cho nên là năm nay là không có cái sản phẩm của cái bưởi hình chữ như mấy năm trước được nữa. Những nhà vườn cung cấp bưởi cảnh từ phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm nay số lượng cây giảm 2/3 so với năm ngoái. Để kích cầu tiêu dùng, bà con đã lên nhiều chương trình hỗ trợ như giảm 30-35% giá bán, cũng như thay đổi hình thức bán hàng từ trực tiếp sang online. Tại vì thứ nhất là tình hình dịch bệnh, nó khó khăn về tài chính nên không thể nào mà khách năm nay người ta bỏ tiền ra số tiền quá lớn để người ta mua một cái bữa chơi. Thì năm nay bên em có hỗ trợ giảm cho khách và cho khách thuê với cái giá trị là 50% tiền thôi, và khách chơi xong báo em ngày và bên em sẽ thu lại những cái cây bữa đó và gửi lại ở ngoài Bắc để họ làm lại. Theo các nhà vườn, năm nay không chỉ bưởi mà nhiều loại trái cây cung ứng cho dịp Tết cũng bị giảm sản lượng. Và dù khan hiếm nhưng giá bán vẫn không tăng hoặc có nhiều biến động như các năm trước. Trong phần tiếp theo của chương trình, dự kiến hàng loạt các lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác cũng sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, tạo ra một hệ thống nền tảng vững chắc để hồi phục sau đại dịch COVID-19. Năm 2021 chứng kiến những thay đổi chưa từng có trong các hình thái thời tiết gây ra bởi các tác động của biến đổi khí hậu. 10 thảm họa thời tiết gây tổn thất nặng nề nhất trong năm nay đã khiến cho thế giới thiệt hại hơn 170 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho 15 địa phương nhằm khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là siêu hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ tạo thành một thị trường với quy mô là 2,2 tỷ người tiêu dùng, với quy mô là GDP lên tới 26.200 tỷ đô la Mỹ, tức là tương đương khoảng 30% GDP của toàn cầu. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP được thiết kế nhằm cắt giảm chi phí và thời gian cho các doanh nghiệp khi cho phép xuất khẩu hàng hóa sang bất kỳ quốc gia ký kết thỏa thuận nào mà không cần đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của từng quốc gia. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, RCEP được xác định sẽ góp phần đa phương hóa các hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã ký kết với từng nước đối tác trước đây, từ đó giúp tối đa hóa các lợi ích kinh tế, đặc biệt là quy tắc xuất xứ và tạo thuận lợi cho thương mại, góp phần củng cố các chuỗi cung ứng khu vực và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Theo đó, RCEP sẽ tiến tới loại bỏ ít nhất 92% dòng thuế nhập khẩu giữa các quốc gia ký kết trong vòng 20 năm, sẽ thiết lập các quy tắc chung cho thương mại điện tử, thương mại và quyền sở hữu trí tuệ. Dự kiến là hàng loạt các lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam cũng như là các quốc gia Đông Nam Á khác cũng sẽ được hưởng lợi rất mạnh mẽ từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những nhận định về hiệp định này của các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong khu vực. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP được ký kết vào tháng 11 năm 2020 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây là hiệp định lớn nhất từ trước tới nay mà các quốc gia thành viên thuộc khối ASEAN đã đạt được đối với các đối tác lớn gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Chúng ta có 10 quốc gia thành viên ASEAN và 5 quốc gia lớn thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống nền tảng vững chắc để hồi phục sau đại dịch COVID-19. Từ đó sẽ thúc đẩy thương mại mậu dịch mở và kích hoạt các dòng hàng hóa, dịch vụ lưu thông mà không phải chịu thuế. Tôi cho rằng đây là điểm tối ưu để kinh tế khu vực thoát khỏi khủng hoảng.
Hiệp định RCEP sẽ thúc đẩy thương mại và giúp thu hút đầu tư vào tất cả các quốc gia thành viên của ASEAN. Hiệp định đi vào hiệu lực có một vai trò vô cùng quan trọng. RCEP sẽ rất tốt cho tương lai của chúng ta. Nó giúp chúng ta tự tin và giúp đem lại cảm giác rằng chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn kinh tế hiện tại. Hiệp định RCEP quan trọng đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực của chúng ta, vốn đã rất mạnh mẽ và năng động. Vì thế, hiệp định này sẽ là nền tảng để hồi sức cấp cứu cho kinh tế khu vực sau đại dịch. Dự kiến tới năm 2030, RCEP sẽ tạo ra một mạng lưới xuất khẩu trị giá 519 tỷ đô la Mỹ và sẽ đem lại doanh thu 186 tỷ đô la Mỹ cho các quốc gia thành viên. Thưa quý vị, năm 2021 chứng kiến những thay đổi chưa từng có trong các hình thái thời tiết gây ra bởi các tác động của biến đổi khí hậu. 10 thảm họa thời tiết gây tổn thất nặng nề nhất trong năm nay đã khiến thế giới thiệt hại hơn 170 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn 20 tỷ đô so với năm ngoái. Đây là số liệu thống kê trong báo cáo được tổ chức nhân đạo Christian S của Anh công bố. Bão Ida đổ bộ vào miền đông nước Mỹ cuối tháng 8 vừa qua là thảm họa tự nhiên gây nhiều thiệt hại nhất trong năm nay, khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới tổn thất tới 65 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là thảm họa lũ lụt trăm năm có một tại nhiều nước Tây Âu như là Đức và Bỉ trung tuần tháng 1, gây thiệt hại hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, đợt giá rét hồi tháng 2 tại bang Texas của Mỹ đã làm hư hại hệ thống lưới điện quốc gia và tạo ra thiệt hại kinh tế hơn 23 tỷ đô la Mỹ. 10 thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất năm 2021 cũng đã cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người trên toàn thế giới và buộc gần 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo tổ chức Christian S, các số liệu trên phần lớn được tổng hợp ở những nước phát triển do thiệt hại kinh tế tại các quốc gia đang phát triển thường khó thống kê. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021. Quyết định nêu rõ bổ sung 1.350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho 15 địa phương, gồm Nghệ An 150 tỷ, Hà Tĩnh 30 tỷ, Quảng Bình 60 tỷ, Quảng Trị 80 tỷ, Thừa Thiên Huế 60 tỷ, Quảng Nam 120 tỷ, Quảng Ngãi 160 tỷ, Bình Định 150 tỷ, Phú Yên 160 tỷ, Khánh Hòa 100 tỷ, Kon Tum 30 tỷ, Đắk Lắk 50 tỷ, Đắk Nông 30 tỷ, Ninh Thuận 80 tỷ, An Giang 90 tỷ để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021. Quyết định yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh chủ động rà soát các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do thiên tai, bão, mưa lũ như là đê, kè, công trình chống sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, thủy lợi, giao thông nội tỉnh, y tế, trường học, công trình cung cấp nước sạch, trụ sở và các công trình hạ tầng thiết yếu khác, đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng hỗ trợ, phân bổ chi tiết mức vốn cho từng công trình, dự án theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm huy động nguồn lực địa phương để cùng với kinh phí hỗ trợ ngân sách trung ương hoàn thành các dự án đúng tiến độ và hiệu quả. Thưa quý vị, là nhằm đảm bảo đủ nước và đảm bảo điện để phục vụ bơm nước gieo cấy vụ đông xuân năm 2021-2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý để đáp ứng cho nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện, đồng thời điều tiết các hồ chứa duy trì mực nước tại Hà Nội ở mức hợp lý để tiết kiệm nguồn nước, đảm bảo hiệu quả cao nhất của 3 đợt lấy nước tập trung và bảo đảm cung cấp điện mùa khô năm 2022 cho hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện, EVN và các công ty thủy điện liên quan đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngay các địa phương chủ động bơm sớm trữ nước vào ao đầm vùng trũng thấp và các kênh dẫn từ các nguồn nước sẵn ở sông ngòi. Ngoài ra thì cần lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện để tránh tình trạng lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện. Các đơn vị của ngành điện lực cũng đề nghị các công ty khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung để bơm nước vào hệ thống thủy nông, sử dụng có hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa. Mỗi năm cứ đến độ tháng 10 âm lịch, trên thượng nguồn của sông Tiền, vùng đất Tân Châu của tỉnh An Giang lại nhộn nhịp những chiếc ghe để bắt cá linh cùng với tiếng chào gọi hỏi mua rôm giả cả một góc đường. Và đây cũng là cách đánh bắt cá linh độc nhất ở miền Tây và là những hình ảnh đặc trưng của vùng đất đầu nguồn Tân Châu.
Những chiếc ghe đẩy dồn cá linh được thiết kế với giản lưới hơn 20 mét, cột vào hai cây đòn dài trên 10 mét và kết nối với một đòn bẩy chắc chắn. Theo kinh nghiệm, người dân chọn thân cây già có lõi để chịu được sức nặng và cây phải thẳng để rút nước nhanh. Cần có từ 3 đến 4 người thực hiện kéo dồn. Công việc đẩy dồn bắt cá linh từ lúc 5 giờ sáng đến khoảng 16-17 giờ chiều. Chỉ có cái vùng Tân Châu mình mới có cái dồn này thôi. Chứ ngoài ra thì tôi đi các tỉnh rồi tôi không có thấy cái thứ này. Cái phương tiện đánh bắt này nó không giống. Đó là dồn cái hình ảnh này là biết ở Tân Châu rồi. Không chỉ độc đáo với chiếc dồn đẩy cá mà cảnh mua bán nơi đây cũng khác biệt hơn. Có người còn gọi là mua bán chạy. Chiếc ghe đẩy dồn sau khi ủi cá lên sẽ nhanh chóng đổ vào thùng, chuyển qua ghe nhỏ và xách chạy lên bờ, hoặc sẽ được bỏ vào các túi ni lông đưa vào bờ để người chờ sẵn vớt chạy lên kịp bán cho khách đi đường. Thường thì cảnh mua bán diễn ra rất mau lẹ. Những con cá linh vừa được bắt tươi sống với giá dao động từ 40 đến 60 nghìn đồng một kg. Tùy theo cá linh lớn hay nhỏ, người bán thì nhanh tay làm cá khi có khách yêu cầu, người mua thì thích thú vì mua được những con cá linh còn tươi ngon. Ngày xưa thì người ta cắt cá ra, ta lấy cái đầu là ta nấu dầu, tôi gọi dầu cá đó. Còn cái bình cá thì người ta làm mắm, để ăn không hết đâu. Rồi bây giờ thì nó ít lại rồi. Thì bây giờ người ta cá linh này về ta bầm, ta làm chả, ta gọi là chả cá linh. Chả cá linh ngon lắm. Người ta nấu canh chua nè, người ta chiên nè. Đó, rồi hoặc là nấu canh bầu. Nó tóm lại nó nhiều. Những chiếc ghe đẩy dồn bắt cá linh là sự sáng tạo của bà con vùng sông nước Tân Châu. Cùng với sản vật thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất thượng nguồn sông Tiền, những con cá linh đã trở thành món ăn đặc trưng. Cùng cảnh đẩy dồn bắt cá linh đã tạo nên khung cảnh nhộn nhịp và độc đáo chỉ có ở vùng đất Tân Châu, tỉnh An Giang. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc hàng trăm tấn nghêu ở hợp tác xã Đồng Tiến tại tỉnh Bạc Liêu chết bất thường mà chúng tôi đã phản ánh trong hơn một tháng qua. Mới đây thì hợp tác xã Đồng Tiến đã bày tỏ mong muốn được hỗ trợ 1,3 tỷ đồng chi phí di dời. Khoảng hơn một tháng nay, tại bãi nghêu thương phẩm của hợp tác xã Đồng Tiến, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu xuất hiện tình trạng nghêu chết hàng loạt, nghêu chết từ 60 đến hơn 90%, thiệt hại ước tính gần 9 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến cho nghêu bị chết được xác định là do sự xuất hiện của nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và 2. Để di rời điểm nuôi nghêu, hợp tác xã Đồng Tiến đã yêu cầu phía nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và 2 hỗ trợ số tiền là 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía nhà máy điện gió cho rằng phía nhà máy đã hỗ trợ thiệt hại nghêu cho hợp tác xã với số tiền gần 10 tỷ đồng. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là Phan Văn Nhuận và Đinh Văn Hiệp, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội vì có hành vi mua bán, vận chuyển số lượng lớn lên tới gần 10 kg ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2021, Công an Hà Nội nắm được thông tin đối tượng Nhuận sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội, có biểu hiện hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy. Tiến hành xác minh, Nhuận thường xuyên qua lại với đối tượng Hiệp, 50 tuổi, ở Sóc Sơn, cũng là đối tượng có nhiều nghi vấn về buôn bán ma túy. Nhuận còn thường lấy xe ô tô của Hiệp đi lại giữa các điểm nóng về ma túy, Mộc Châu, Sơn La và địa bàn các tỉnh Tây Bắc. Qua công tác trinh sát, nắm được thông tin, ngày 21 tháng 12, Nhuận cùng Hiệp vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Mộc Châu về Hà Nội để tiêu thụ. Công an Hà Nội lập 3 tổ công tác chốt chặn đối tượng khi đang vận chuyển về Hà Nội. 18 giờ cùng ngày, khi xe của đối tượng đi tới thôn Cấn Thương, huyện Quốc Oai, đã bị tiến hành dừng xe bắt giữ. Tại thời điểm dừng xe, phát hiện một bao tải màu vàng bên trong có 10 túi ni lông màu xanh. Bên trong mỗi túi đều chứa tinh thể màu trắng là ma túy, loại methamphetamine, tổng khối lượng gần 10 kg. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Nhuận và Hiệp đều khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hai đối tượng Nhuận và Hiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Và để khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.